Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phương Đông TV. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất. Konet, sát thần diệt tăng phương Tây vượt trội so với Javelin của Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, trong các cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông, một số vũ khí trong tay quân đội Nga được kỳ vọng thì chúng lại hoạt động không như mong muốn. Trong khi đó, âm thầm nhưng tên lửa chống tăng Konet trong tay phiến quân lại khiến từng tốp xe tăng phương tây bốc cháy những cuộc chiến diễn ra tại trung đông ngoài việc tranh giành ảnh hưởng thì đó còn là nơi phô diễn những dòng vũ khí mới các dòng vũ khí của nga mỹ và pháp đều đang hiện diện tại khu vực này các cường quốc vũ khí ngoài việc dùng vũ khí để trợ giúp các lực lượng đỡ đầu họ còn nhân cơ hội để quảng bá tính năng để xuất khẩu vũ khí và nga mang nhiều vũ khí đến chiến trường trung đông cũng không thoát khỏi hai lý do này do vậy các vũ khí nga lại là đề tài bàn tán của giới phân tích, trong khi một số dòng vũ khí được kỳ vọng thì lại không phát huy tác dụng như là Uran-9, Panzer S1. Trong khi đó, tên lửa chống tăng Konet dù âm thầm triển khai, nhưng chúng lại đang trở thành cái tên đáng sợ nhất khi tiêu diệt hàng loạt xe tăng đối phương. Nạn nhân của loại tên lửa đến từ Nga này bao gồm T-54, T-55, T-62, T-72M1A2 Abram, Leopard 2A5 và AMX-56 siêu xe tăng đắt nhất thế giới. Đáng chú ý là ngay cả T-90 cũng được cho là bị đánh gục bởi loại tên lửa chống tăng được Nga sản xuất trong tay phiến quân này. Việc tên lửa chống tăng Konez thể hiện sức mạnh trên chiến trường phần nào giúp Nga lấy lại thể diện ở loại vũ khí chống tăng khi trước đó họ từng bị phương Tây đánh giá thấp do các loại vũ khí chống tăng của Nga đều là loại lạc hậu đang ở thế hệ 2. Phương Tây cho rằng các dòng tên lửa chống tăng của Nga tỏ ra đuối so với đối thủ cùng loại của họ do Mỹ hay Israel đều đã phát triển và đưa vào trang bị loại chống tăng thế hệ thứ ba, trong khi Konet của Nga chỉ dừng lại ở hai cộng. Nhưng thực tế tại chiến trường Syria, Iraq, Yemen, sức mạnh của tên lửa chống tăng Konet đã buộc các nhận định đánh giá trước đây của dòng tên lửa này phải thay đổi. Tên lửa Konet có tên đầy đủ là 9M133 Konet là vũ khí chống tăng hạng nặng được Nga thiết kế và đưa vào phục vụ từ năm 1994 cho đến nay một tổ hợp tên lửa chống tăng Cornet gồm 3 thành phần chính, đạn tên lửa 9M133 Cornet, giá phóng 3 chân 9P1631 và kính ngắm nhiệt 1PN791 được vận hành bởi kíp pháo thủ hai người hoặc có thể gắn lên các loại xe cơ giới và kể cả tàu chiến. Cornet sử dụng hệ dẫn đường laser lái bán tự động xác lốt. Khí tài trên bề phóng sẽ làm nhiệm vụ chiếu chùm laser liên tục vào một mục tiêu một cảm biến ở phía sau cho phép tên lửa lái bám theo chùm tia laser đến mục tiêu. Thông số của con chiều dài là 1,2 m đường kính là 152 ly, trong lượng phóng là 29 kg, nó có tầm bắn lên tới 5.500 m biến thể con m có tầm bắn lên tới 10.000 10, m Tên lửa được trang bị đầu đạn liều đúc nặng 10 kg, có khả năng xuyên giáp đến 1.200 ly sau khi phá giáp cảm ứng nổ. Con cũng có thể sử dụng đầu đạn nhiệt áp để tiêu diệt bộ binh trú ẩn trong hầm hào, công sự, ngoài ra Cornet cũng có thể tiêu diệt trực thăng bay thấp. Đơn giá của Cornet bao gồm cả tên lửa và giá phóng có đơn giá khoảng 102.000 đô la, tức là chỉ khoảng bằng một nửa so với Javelin của Mỹ. Cornet rất hiệu quả, nhưng nếu chỉ xét về thông số thì đúng là Javelin của Mỹ có nhiều điểm vượt trội hơn. Cụ thể có hai điểm sau. Thứ nhất là FGM-148 Javelin do Mỹ sản xuất là loại tên lửa chống tăng vác vai thế hệ thứ ba thuộc chủng vũ khí bắn và quyền Fire and Forget được dẫn hướng hoàn toàn tự động thông qua một đầu dò ảnh hồng ngoại. Thứ hai là tên lửa Javelin thường tấn công vào nóc xe tăng do giáp tại vị trí này mỏng hơn các chỗ khác rất nhiều. Đây cũng là điểm cộng của loại tên lửa này so với Konet. Tuy nhiên, cũng không phải là Javelin không có hạn chế. Trước hết, chúng ta cần phân biệt dòng tên lửa chống tăng thế hệ thứ ba. Đây là dòng tên lửa có đặc tính chủ yếu khác biệt là áp dụng nguyên lý bắn và quên, nghĩa là tên lửa của hệ thống tên lửa chống tăng thế hệ thứ ba có lắp đầu tự dẫn làm việc ở giải sóng hồng ngoại. Nga hiện vẫn chưa có hệ thống tên lửa chống tăng thế hệ thứ ba, hệ thống tên lửa chống tăng tiên tiến nhất Konet do Viện Nghiên cứu Chế tạo Dụng cụ KBP ở Tula phát triển và vẫn đang thuộc thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, các hệ thống thế hệ thứ ba so với các thế hệ tên lửa chống tăng trước đó không chỉ có những ưu điểm mà còn có những nhiều điểm rất nghiêm trọng không phải ngẫu nhiên mà tên lửa chống tăng spy của israel ngoài đầu tự dẫn còn sử dụng hệ dẫn bằng dây của lối sĩ ưu điểm chủ yếu của tên lửa chống tăng thế hệ thứ ba là ở chỗ sau khi phóng tên lửa kíp chiến đấu có thể thay đổi vị trí mà không chờ đến lúc tên lửa hay là đạn pháo bắn trả của đối phương bay đến chỗ mình người ta cũng cho rằng các tên lửa này có độ chính xác bắn cao hơn tuy vậy đây là vấn đề mang tính chủ quan tất cả phụ thuộc vào trình độ và kinh nghiệm của xa thủ hệ thống tên lửa chống tăng thế hệ thứ hai. Nếu nói cụ thể về hệ thống Javelin của Mỹ, thì nó có hai chế độ lựa chọn đường bay cho tên lửa, bay thẳng và tấn công xe tăng từ bên trên vào phần giáp bảo vệ yếu nhất của xe tăng. Nhưng những điểm thì không phải là không có. Xa thủ phải chắc chắn rằng đầu tự dẫn đã bắt được mục tiêu và chỉ sau đó mới thực hiện phóng đạn. Tuy vậy, tầm hoạt động của đầu tự dẫn hồng ngoại lại nhỏ hơn nhiều tầm hoạt động của các kênh phát hiện mục tiêu và dẫn tên lửa đến mục tiêu bằng truyền hình, ảnh nhiệt, quang học và radar đang sử dụng ở các hệ thống tên lửa chống tăng thế hệ thứ hai. Ví dụ như tầm bắn tối đa của hệ thống tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ là 2,5 km. Trong khi đó, tầm bắn tối đa của hệ thống Cornet là 5,5 km. Còn ở biến thể tầm xa Cornet M thì lại lên tới 10 km. Còn một nhược điểm nữa là các tên lửa lắp đầu tự rắn hồng ngoại không thể sử dụng chống các mục tiêu không có tương phản nhiệt tức là chống các hòa điểm kiên cố và các công trình phòng ngự khác. Các tên lửa của Cornet dẫn bằng tia laser nên có tính vạn năng hơn nhiều về mặt này. Trước khi phóng tên lửa Javelin, cần phải làm lạnh đầu tự dẫn bằng khí hóa lỏng trong khoảng từ 20 đến 30 giây. Đây cũng là một nhược điểm lớn. Điều quan trọng nhất của tên lửa chống tăng là phải vượt qua hệ thống phòng thủ của các siêu tăng được bảo vệ ngày một tốt hơn. Có vẻ như Cornet làm điều này tốt hơn Javelin. Trước hết, gần như tất cả các tên lửa chống tăng có điều khiển hiện có trên thế giới đã có khả năng vượt qua giáp phản ứng nổ khi bay đến gần xe tăng tại khoảng cách mấy cm một trong các phần tử giáp phản ứng nổ bố trí bên ngoài của vỏ giáp xe tăng kích hoạt nó phát nổ chặn đón tên lửa chống tăng vì thế mà tên lửa chống tăng có điều khiển được lắp phần chiến đấu xuyên lóm hai lương nổ kiểu than đem lắp trước và sau lương nổ đầu kích nổ phân tử giáp phản ứng nổ lương nổ chính xuyên phá vỏ giáp chính của xe tăng Tuy nhiên, khác với Javelin, hệ thống Conex có khả năng vượt qua thêm cả hệ thống phòng vệ tích cực của xe tăng. Đó là hệ thống tự động bắn đạn liệu hay là phương tiện khác để bắn tràn đạn chống tăng đang bay đến. Để làm việc đó, hệ thống Conex có khả năng bắn hai quả tên lửa nhưng dẫn bằng một tia laser. Khi quả tên lửa đầu tiên công phá hệ thống phòng vệ tích cực của xe tăng và bị hy sinh, thì quả tên lửa thứ hai là vút đến vỏ giáp xe tăng. Hệ thống tên lửa chống tăng Javelin Thậm chí, xét về lý thuyết cũng không thể bắn như vậy vì quả tên lửa thứ hai không thể nhìn thấy xe tăng vì quả tên lửa thứ nhất. Hiệu quả thực tế của phương pháp tấn công này của Cornet vẫn chưa được chứng thực bởi cuộc đấu tranh của tên lửa chống tăng với hệ thống phòng vệ tích cực của xe tăng chưa thực sự diễn ra vì hiện nay hệ thống phòng vệ tích cực chỉ có trên hai loại xe tăng trên thế giới đó là T-14 Armata của Nga và Mekava của Israel. T-14 thì chưa tham gia chiến trường còn Mekava của Israel thì chưa đối đầu với Kornet nên chưa thể đánh giá được. Rất hy vọng rằng sau khi Mỹ trang bị xong hệ thống phòng thủ chủ động cho M1 Abraham thì Kornet sẽ được đọ sức trên chiến trường với hệ thống phòng thủ chủ động này. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Kornet với hiệu quả từ chiến trường Trung Đông, ưu thế về hỏa lực, tầm bắn và giá bán, Kornet đang trở thành món hàng hot của Nga trên thị trường vũ khí và là nỗi khiếp sợ của các dòng xe tăng chủ lực của phương Tây trên chiến trường. bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại